Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại mấy ngày nay đang nổi lên cái vụ mà thông tư 06 và đang chuẩn bị được áp dụng rồi vào tháng 9. Thì đối với thông tư 06 này làm cho các chủ đầu tư dự án mất ăn mất ngủ và làm cho môi giới bất động sản lo lắng đứng ngồi không yên. Đó, bởi vì là trong cái bối cảnh thị trường bất động sản đang không có thanh khoản như vậy, thanh khoản ít. Bây giờ thêm thông tư 06 như đập thẳng vào thị trường bất động sản như vậy là coi như là mất thanh khoản luôn. Và mục đích ý, của thông tư 06 sinh ra là để đầu tiên là bảo vệ nhà đầu tư, những người như chúng ta này đó. Rồi thứ hai nữa là bảo vệ hệ thống ngân hàng, làm sao mà cho vay được chuẩn hơn, đúng hơn đó. Và nội dung xoay quanh cái việc mà bây giờ một dự án mở ra thì phải là bên bộ phận bên ngân hàng trước khi cho vay phải thẩm định làm sao đủ pháp lý, đúng pháp lý, đủ điều kiện mở bán thì mới được giải ngân cho vay, chứ không được tài trợ cho vay lúc mà những cái hợp đồng góp vốn nữa đó. Và khi mà như vậy thì nếu mà để về nói như vậy thì chúng ta những nhà đầu tư như chúng ta đi thì chắc chắn nếu mà có bước đó thì rất là lợi thế, bởi vì là có một bộ phận của ngân hàng họ có đầy đủ ban bệ, đủ người để kiểm duyệt, để xem xét cái dự án đó có đủ điều kiện pháp lý hay không đó, và chúng ta cứ vay thôi, không vì phải bỏ tiền mặt ra, bởi vì có một bộ phận gián tiếp kiểm tra cho chúng ta rồi mà. Thì đó là lợi thế và bảo vệ cho nhà đầu tư rất nhiều. Bởi vì như cái thời điểm vừa rồi thì chúng ta cũng đã thấy rằng là rất là nhiều dự án, nhiều người căng băng rôn, nhiều dự án chưa có sổ, nhiều dự án chưa có hợp đồng mua bán, chưa đủ điều kiện mở bán, và mọi người đang rất là nản bởi vì cái bức tranh nó rất là xấu đó. Bởi vì là thì cũng do chủ đầu tư làm chưa chuẩn ngay từ đầu thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nói qua nói lại thì cũng một phần là phải hoàn thiện lại hệ thống pháp lý của anh chị, chứ không thể là đổ cho bên riêng chủ đầu tư được. Đôi khi người ta cũng muốn làm tốt, đâu đó thì cũng có những chủ đầu tư thì họ nhỏ nhưng mà họ muốn nhiều đi, họ nhỏ một phần tiền nhỏ thôi nhưng mà lại muốn làm dự án lớn nhiều, thì dân gian này phải sử dụng đòn bẩy nhiều, huy động vốn nhiều, lùa thật nhiều người tiền vô đó, thì những chủ đầu tư đó thì không hay cho lắm. Còn về hệ thống pháp lý ấy, thì đang thấy rằng là phải hoàn thiện lại, phải làm sao chuẩn hơn, dễ dàng hơn để cho chủ đầu tư mà dễ dàng trong việc triển khai dự án, để làm sao công khai minh bạch hơn và làm sao mà bớt thủ tục để cho mà khi mà bán hàng từ chủ đầu tư cho tới người mua theo một cái con đường mà nó nhanh nhất, và làm sao để người mua ấy người ta cũng an tâm khi mà mua dự án đó. Và bây giờ nếu mà thực sự đến tháng 9, đầu tháng 9 này mà áp dụng ấy thì nó xảy ra cái hệ lụy ảnh hưởng rất là nhiều, bởi vì rất nhiều những dự án ở Việt Nam chúng ta hiện tại chưa thể nào hoàn chỉnh pháp lý được. Và khi mà được áp dụng như vậy thì những dự án đó thì không biết xử như thế nào và dòng vốn đâu để mà có thể triển khai tiếp được đó. Và giống như vừa rồi là trên báo đài chúng ta thấy rằng là giải cứu thị trường bất động sản, rất là nhiều những chính sách, rất là nhiều kiến nghị để đưa ra để mà cứu thị trường bất động sản, nhưng mà nếu thông tư 06 mà bây giờ mà đưa ra thì nó lại đi ngược với cái vấn đề đó. Đó, đây là chúng ta thấy này, hội môi giới bất động sản kiến nghị thu hồi thông tư 06 của ngân hàng nhà nước. Đấy, chúng ta cùng xem nha. Theo quan điểm của hội môi giới bất động sản VAS, thời điểm này nên thu hồi lại thông tư 06 và nghiên cứu ban hành nghị định có nội dung bám sát theo đúng tinh thần của nghị quyết 33, nghị quyết chính phủ, nghị quyết 33 này này. Đó là giải cứu thị trường bất động sản. Theo hội môi giới bất động sản VAS, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa thông tư 06/2023/TT-NHNN của ngân hàng nhà nước quy định về việc về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nhà nước đối với khách hàng sẽ chính thức có hiệu lực. Điều này đang khiến cộng đồng bất động sản dấy lên nhiều nỗi lo mới trong bối cảnh thị trường vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn. Hiện nay, pháp lý và nguồn vốn đang là hai khó khăn chính và sở hữu cơ hữu của thị trường bất động sản. Mặc dù chính phủ đã ban hành rất nhiều giải pháp nhằm thao gỡ và giải quyết, nhưng cho tới thời điểm hiện tại, hai khó khăn này vẫn chưa thực sự tìm được lối thoát và hướng giải quyết dứt điểm. Có hàng ngàn dự án khó triển khai bị đắp chiếu vì vướng mắc pháp lý phải dừng lại để rà soát, và cũng là có rất nhiều những dự án bị đứt gãy tiếp cận về tín dụng.
vốn đầu tư từ khách hàng, đặc biệt là các dự án đang dang dở trong khâu giải phóng mặt bằng, chờ duyệt tiền sử dụng đất đang xây dựng dở dang, dẫn đến tình trạng trì trệ. Việc cả khách hàng và nhà đầu tư cũng gặp khó khăn trong khâu tiếp cận dòng tiền khiến cho thanh khoản của thị trường bị ách tắc, đóng băng mọi giao dịch, ngưng trệ mọi hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh. Theo VA, nghị quyết số 133, nghị quyết chính phủ thể hiện một cách rõ ràng và quyết liệt mục tiêu tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn tín dụng nhằm khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản, góp phần tăng nhanh thanh khoản cho thị trường thông qua việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người mua nhà và đầu tư thuận lợi trong khâu tiếp cận các dòng vốn tín dụng với mức lãi suất ưu đãi. Nhờ đó, các dự án khả thi hiệu quả có cơ hội được thực hiện, góp phần cải thiện nguồn cung cho thị trường. Cái hình này quen quá ta. Cái này ở Nhân Trạch nha quý anh chị. Đây là một cái chung cư của Nhân Trạch cũng đang trong quá trình bán và chuẩn bị nghe nói sắp khởi công. Chúng ta cùng theo dõi khả năng rất là hay trong cái thông tư này. Tuy nhiên, thông tư 06/2023/TT-NHNN gần như không bám trúng tinh thần của nghị quyết 33, nghị quyết chính phủ, chưa chỉ rõ ra đối tượng được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn về tín dụng, trong khi đó lại chỉ ra những đối tượng không được vay một cách chung chung, mơ hồ khiến các ngân hàng thương mại nếu không có thiện chí cho vay sẽ dễ dàng từ chối hồ sơ của khách hàng một cách đúng quy định. Hội môi giới nêu ra những bất cập nếu thông tư 06 được áp dụng. Thứ nhất, các dự án đang bị vướng pháp lý hoặc đang thiếu nguồn vốn chủ đủ điều kiện để triển khai tiếp. Nếu không được vay thì doanh nghiệp coi như bị đứng hình, không có cơ hội xoay chuyển. Điều này chẳng khác nào thấy chết mà không cứu. Thứ hai, hiện nay MA đang được gọi là một kênh góp phần hỗ trợ tích cực mở ra lối thoát cho doanh nghiệp và cho cả thị trường. Khi các chủ đầu tư gặp khó khăn, đứng trên nguy cơ chết chìm trên đống tài sản, có thể bán bớt một phần tài sản để cứu các phần tài sản còn lại. Nhờ đó, các dự án có cơ hội được tái khởi động, nguồn cung trên thị trường cũng từ đó mà tăng. Thay vì tạo điều kiện nới lỏng và hỗ trợ cho hoạt động MA, thông tư 06 có nguy cơ sẽ khiến hoạt động này trở nên khó khăn hơn. Thứ ba, các quy định, thủ tục thể hiện trong thông tư 06 còn nhiều điểm chưa rõ ràng, mơ hồ, rất dễ khiến thị trường thêm rối, từ đó kéo dài thời gian chững của thị trường, gây ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của thị trường. Theo quan điểm của VAS, thời điểm này nên thu hồi lại thông tư 06 và nghiên cứu ban hành nghị định có nội dung bám sát đúng theo tinh thần của nghị quyết 33, nghị quyết chính phủ. Nghị định này nên đi đúng hướng, làm rõ đối tượng được vay gặp khó khăn do pháp lý mâu thuẫn, khó về vốn, buộc phải dùng giải phóng mặt bằng, nộp tiền sử dụng đất, mua lại các doanh nghiệp khó, phương án cho vay đối với các đối tượng đặc biệt, cơ chế giám sát, đảm bảo hiệu quả cho vay, thủ tục cho vay cần quy định chi tiết và rõ ràng. Đó, đấy toàn bộ cái chi tiết. Thì mấy ngày nay là cái thông tư 06 này đang rất là nhiều những trang mạng, những bài báo và đưa ra thông tin, và hầu như những thông tin mà về việc phản đối và về việc mà nghiên cứu lại thông tư này và ban hành lại và sửa đổi lại là hầu như từ chủ đầu tư là chính, bởi vì là họ là những người trực tiếp bị ảnh hưởng. Bởi vì rõ ràng là bây giờ nguồn vốn nó đang bị tắc, pháp lý thì dự án chưa xong, nhiều cái chưa được tháo gỡ, chồng chéo nhau rất là nhiều. Đó, chính vì vậy khi mà thông tư này ra thì coi như là những dự án đó là đứng hình luôn. Và khi mà đứng hình như vậy, tôi nghĩ là rất là khó giải quyết, bởi vì là tới những ngày sau sợ giải quyết rồi khó ký, tại là người mới người cũ, nhiều cái dự án không ai dám ký nữa để tiếp tục đó. Và nắm được cái tình hình vậy, sự mất ăn mất ngủ và sự than phiền rồi là nói tới nói lui ấy, thì hôm nay thì thăng thấy rằng là Thủ tướng Chính phủ đã ra một cái quyết định về nghiên cứu lại cái thông tư 06 này, để xem cái phim hay cái có thông tư 06 này chắc nghĩ nó sẽ còn trong giai đoạn tới để xem nó như thế nào, và chúng ta cũng nên bám sát bởi vì nó trực tiếp nó ảnh hưởng tới thị trường bất động sản quý anh chị. Đây, ngày 16 tháng 8, Phó Thủ tướng đây, qua phản ánh của các chủ thể chịu tác động của các cơ quan báo chí, các kênh, các chuyên gia để tiếp tục thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng, Thủ tướng Phạm Minh Chính có yêu cầu chỉ đạo với tinh thần cầu thị, lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, người dân, đảm bảo chính sách khi ban hành đúng, trúng, không cản trở sự phát triển và phù hợp, kịp thời xử lý vướng mắc, giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái khẩn trương chủ trì họp ngay với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ để nghe báo cáo và nghiên cứu chỉ đạo về việc sửa đổi bổ sung thông tư số 06/2023/TT-NHNN ngày 28/6/2023 và những điểm bất hợp lý của thông tư 03/2023.
TTNHNN ngày 17 tháng 4 năm 2023, báo cáo lại cho Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 8 năm 2023, đây là ngày 20 tháng 8 2023 đó. Thì khi mà doanh nghiệp đang có ý kiến như vậy thì đây cũng là một bước của Thủ tướng Chính phủ để mà lắng nghe của các chủ doanh nghiệp về thị trường bất động sản. Và chúng ta thấy rằng là hy vọng rằng là thực ra thì đối với thị trường bất động sản hiện tại này, mà khi mà đưa trong cái bối cảnh nó đưa, trong bối cảnh mà thị trường hiện bất động sản đang khó khăn như vậy mà đưa ra cái thông tư này thì đúng là làm khó cho các chủ doanh nghiệp, thật thật sự là rất là khó đó. Nhưng mà các chủ doanh nghiệp ấy chưa biết đến ngày hai đến ngày đó sẽ thay đổi được như thế nào, nhưng mà cần có phải có một, nghĩ là cũng phải có một cái phương án B để mà khi mà nghị quyết này không thay đổi và chính thức áp dụng thì phải có một phương án để xử lý, biết là nó sẽ khó khăn hơn. Và nhà đầu tư ấy, là những nhà đầu tư ấy, thì mọi người mình bao giờ cũng muốn rằng là mọi thứ nó chính xác, nó chuẩn và yên tâm cho nhà đầu tư, bởi vì là thắng thấy ấy, những người ở những nơi khác mà ví dụ xuống Long Thành mà nhân trạch đầu tư ấy, hay những nơi hay là những tỉnh thành khác như vậy, cái việc là mua không sổ rồi mua sổ bị treo rồi là mua xong này chưa có hợp đồng mua bán rồi là mua lại dính quy hoạch nó tùm lum tùm la hết đó. Rồi thì cái lỗi này thì cũng do là tất nhiên là nó nhiều yếu tố nó cộng lại, nhưng mà nói thẳng ra là cái lỗi này là lỗi do chủ đầu tư rồi. Bởi vì là đôi khi mà các bạn ở nhiều đây, nhiều bạn xem video các bạn biết rồi, các bạn đã mua lên đất không sổ đất đến giờ chưa được mới bán, các bạn cũng biết rồi. Và như khi nhiều anh em ấy cũng hay nhắn tin cho mình hỏi dự án này bao giờ có sổ, dự án kia bao giờ có sổ, cái này thực ra không biết được đâu đó. Nhưng mà khi mà mọi thứ nó được quyết định thì cũng đảm bảo cho quyền lợi cho nhà đầu tư thôi quý anh chị, về mặt tích cực nó cũng là có nhưng không phải là không đó. Và từ đó thì thăng nghĩ là trong tương lai ấy, thì đối với những chủ đầu tư lớn và uy tín, nếu mà chính thức được áp dụng và không được sửa đổi bổ sung gì nữa, chủ đầu tư lớn và uy tín thì đó là một cái lợi thế, bởi vì rằng là họ sẽ đứng vững trên thị trường, có niềm tin từ khách hàng và chuẩn về pháp lý thì sẽ tạo được niềm tin thôi. Còn và tài chính họ phải mạnh nữa đó đó, thì cứ thế mà làm. Còn những chủ đầu tư yếu ấy thì phải mà phải ý là phải phù hợp, phải làm sao cho phù hợp đó. Ví dụ bây giờ mình có khoảng 2 lồng thôi thì mình làm dự án nó đâu đó là khoảng đâu là 3 4 lồng chẳng hạn đó, chứ mà có 2 đồng mà bây giờ muốn vươn tới làm cả 10 đồng thì bắt đầu lại lùa nữa, lùa đó quý chị đó, là góp vốn rồi đấy, rất nhiều thứ là dẫn đến trì trì trệ. Và rất nhiều những dự án bây giờ cũng nó thẳng bây giờ đang dọc dọc cái tuyến đường vành đai ba quý chị. Nhiều quý chị hay hỏi Thắng là tại sao ít bán dự án bên vành đai ba, bởi vì rằng là nếu mà phân khúc cao cấp ấy thì nó thấy về phân khúc cao cấp thì có một dự án nó thấy đó là an toàn, ok. Còn những phân khúc mà tầm trung ấy, tầm trung trở xuống ấy, thì nó thấy là dự án nào cũng dính hết quý anh chị, không một dự án nào pháp lý đầy đủ, không một dự án nào là pháp lý nó có sổ đàng hoàng, sổ sách đàng hoàng, cái nào cũng dính, giấy phép xây dựng chưa có, nó tùm lum hết đó. Và khi mà ngân hàng mà giải quyết được cái điều đó, bây giờ thực tế các bạn hỏi những người dự án, bạn người mua dự án chưa có sổ ấy, chắc khóc ròng đúng không ấy, mấy năm nay. Bởi vì thực tế đến khi mà thị trường nó như vậy này, những dự án mà pháp lý mà chưa đầy đủ ấy, nó cực kỳ là khó thanh khoản nha, khó cái hàng cực kỳ luôn. Bởi vì bây giờ khi mà ra thị trường, bây giờ có nhiều người kêu bây giờ mùa này đang đang đứng như vậy, tại sao không tìm những bất động sản mà nó vị trí đẹp, sổ sách pháp lý đàng hoàng mà mua lại đi mua đất không sổ nữa, mua dự án không sổ nữa thì khách nào người ta chửi cho, đúng không anh chị đó. Rồi thì chúng ta cùng chờ đến ngày một cái số ngày nữa để xem cái thông tư này sẽ được áp dụng như thế nào, và xem thủ tướng có chính thức tháo gỡ và giải cứu khó khăn nha về việc ban hành thông tư này không. Chúng ta cùng xem, chưa biết thế nào, nhưng mà chúng ta đang thấy cũng có cái động thái khá là tốt, bởi vì thực tế bây giờ cũng đang rất là khó cho các chủ đầu tư. Hy vọng là sẽ có một cái sửa đổi nào đó để mà phù hợp hơn giữa chủ đầu tư và bên phía thông tư, vừa thông tư 06 sẽ ban hành và chủ đầu tư sẽ dễ thở hơn trong cái giai đoạn tới, và vừa đảm bảo pháp lý cho nhà đầu tư, được không quý anh chị? Rồi, xin cảm ơn quý anh chị đã xem video ngày hôm nay.